Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng cộng trừ nhân chia trong Excel. Cộng trừ nhân chia trong Excel là một phép tính khá là cơ bản. Mọi người sử dụng máy tính có thể tính một cách đơn giản, nhưng làm sao chúng ta có thể sử dụng những cái dấu cộng trừ nhân chia trong Excel. Hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người. Để cộng trong Excel thì mọi người cũng biết rồi. Mình sẽ với tính là bằng này 5 dấu cộng B2 và Enter. Thì đấy là cách cộng trong Excel. Còn về trừ thì chúng ta sẽ sử dụng dấu trừ trên bàn phím như sau. Bằng này 5 trừ này, cạnh ngay phím cộng thôi, 12 bằng. Tuy nhiên với hàm chia trong Excel thì nó sẽ không giống với cái dấu mà chúng ta hay viết trên vở. Ví dụ mình sẽ thực hiện phép chia này. Đã như mình 5 mà nếu mà giống như ký hiệu mà chúng ta thường viết thì là dấu 2 chấm này chia cho B4 chẳng hạn. Đó thì sẽ không sử dụng bằng ký tự ấy được. Các bạn phải làm như sau. Phải sử dụng dấu gạch như thế này. Đó, thì mới sử dụng là mới tính được phép chia. Với hàm nhân thì sao? Nhân thì chúng ta hay viết ở trên giấy thì là dấu x như thế này. Nhưng mà trên bàn phím máy tính thì sẽ không có dấu x. Chẳng như ví dụ mình sẽ thực hiện phép tính là nhân như thế này thì sẽ trả về lỗi không thể sử dụng máy tính được. Và để nhân được trong Excel thì các bạn sẽ sử dụng phím cái nút shift 8 ấy, phím sao này thì mới nhân được. Như vậy mình đã chia sẻ cho mọi người được 4 phép tính cộng trừ nhân chia trong Excel, giúp mọi người khi không có máy tính có thể mở Excel ra tính toán cũng được, rất là nhanh và tiện lợi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình. Xin cảm ơn mọi người.